cháy nhà ở Định Công và câu chuyện điện mặt trời áp mái. Một vấn đề đang được dư luận quan tâm xung quanh vụ cháy nhà 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đó là câu chuyện điện mặt trời áp mái. Tối ngày 16 tháng 6 năm 2024, vụ cháy tại số nhà 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã cướp đi sinh mệnh của 4 người vô tội, trong đó có 3 trẻ em. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4, tòa nhà có địa chỉ nói trên. Nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, đến 19 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế và 20 giờ 00 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Dù đám cháy xảy ra trong thời gian không quá lâu, song hậu quả để lại vô cùng lớn, nó không chỉ là tài sản mà còn có 4 nạn nhân xấu số đã thiệt mạng. Tới thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại tại ngôi nhà này đã đặt ra không ít câu hỏi về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, phòng chống cháy nổ, đồng thời còn dấy lên những câu hỏi xung quanh vấn đề điện mặt trời áp mái. Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 6 tầng, một tung, mặt tiền khoảng 5-6m2. Tầng dưới là nơi kinh doanh các loại hàng hóa vật liệu dễ cháy như sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng. Khu vực tầng bị cháy và tầng tung hàn kín không có lối thoát hiểm. Cụ thể, trên tầng thượng ngôi nhà có một hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời có dấu hiệu bị cháy và ám khói đen kịt. Sân thượng trước tung nhà được quay chuồng cọp, bên trên là hệ thống điện mặt trời áp mái. Hình ảnh hiện trường cho thấy hệ thống điện mặt trời trên mái không bị ám khói do được ngăn cách với lớp trần bê tông. Sau đó cũng khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ cháy nổ đối với loại thiết bị này và nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ như thế nào. Facebooker có tên Ha Trung qua sự việc này bày tỏ lo lắng, ngôi nhà này có hệ thống năng lượng mặt trời, điện lưới nếu không được lắp đặt, vận hành bởi nhân sự có chuyên môn thì rủi ro cao. Những lo lắng này không phải không có cơ sở và trên thực tế, từ năm 2020, Công an nhiều tỉnh, thành đã có đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời áp mái. Trên cơ sở đó, ngày 8 tháng 9 năm 2020, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có văn bản hướng dẫn số 3288/CP-07-T4 hướng dẫn về nội dung này. Trong đó, đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng lưu ý 5 vấn đề. Lựa chọn chủng loại hệ thống điện mặt trời mái nhà, bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời mái nhà, bố trí lối tiếp cận lên mái, vận hành và điều khiển, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Một trong những nội dung ở phần lưu ý bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời mái nhà đó là đối với các mái, có bố trí lan can xung quanh theo chu vi mái phải bố trí tấm pin cách lan can một khoảng 2,5m. Đối chiếu theo hướng dẫn, cảm quan có thể thấy hệ thống điện mặt trời áp mái lắp đặt tại số nhà 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có dấu hiệu chưa bảo đảm theo quy định. Liên quan tới điện mặt trời áp mái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã đưa ra các hạng mục kiểm tra ban đầu khi đấu nối và trong quá trình vận hành dự án, hỗ trợ, tư vấn người dân trong quá trình lắp đặt thiết bị. Để ngăn chặn cháy nổ hệ thống điện mặt trời mái nhà, chủ đầu tư, người dân cần lựa chọn vật tư phù hợp của đơn vị cung cấp uy tín, có chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Cùng với đó là lựa chọn đơn vị lắp đặt uy tín, có kinh nghiệm về điện mặt trời, tránh việc tự ý lắp đặt, EVN khuyến cáo. Yêu cầu cao nhất khi sửa luật công chứng là để phục vụ nhân dân. Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, việc rà soát lại một cách tổng thể luật công chứng là điều cần thiết để luật thực sự đi vào cuộc sống. Yêu cầu cao nhất khi sửa luật này là để phục vụ nhân dân, phục vụ nền quản lý hành chính và tư pháp. Chiều ngày 17 tháng 6, thảo luận tại tổ của Quốc hội về dự án luật công chứng sửa đổi, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đánh giá luật công chứng ra đời nhằm phục vụ nền quản lý hành chính, tư pháp. Chủ tịch nước cho biết, trước đây không có công chứng vì các giao dịch đều rất đơn giản. Sau này, khi xã hội phát triển hơn mới xuất hiện công chứng từ rất đơn giản như sao y bản chính, chứng thực văn bản. Với thẩm quyền ban đầu thuộc về Ủy ban Nhân dân, sau đó mới hình thành nên nhảy công chứng phục vụ cho người dân có nhu cầu, phục vụ quản trị xã hội. Liên quan đến chứng cứ tư pháp, nghề này giao cho ngành tư pháp nhưng tính xã hội quá lớn. Luật này trước hết phải phục vụ cho người dân, nhưng để phục vụ người dân thì phải phục vụ cho nền hành chính quản lý, quản trị xã hội là chính và liên quan đến pháp lý. Chứng cứ tư pháp, độ chuẩn xác rất lớn, ban hành luật ra để hoạt động công chứng chuẩn, và nếu tùy tiện thì rất khó khăn, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo Chủ tịch nước, qua nghiên cứu dự thảo luật cho thấy, nếu gọi là luật về hành nghề công chứng thì phù hợp hơn và cần làm rõ hơn về phạm vi đào tạo.
quy định ai được làm công chứng và công chứng thì được làm những gì. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ, vừa qua, quản lý, quản trị nhà nước đã cải tiến rất nhiều. Đặc biệt thông qua cải cách thủ tục hành chính đã giúp công chứng nước Hàn bị sức nóng. Vừa nói ví dụ trước đây phải đi giao chủ hộ khẩu rồi đến công chứng xác minh hộ khẩu, nhưng bây giờ không còn hộ khẩu giấy nữa. Hay như trước đây đi làm hộ chiếu cần cả một tập giấy tờ, hay một năm thì giấy tờ xe máy cũng cần một tập công chứng rồi xác nhận. Giờ qua cải cách thủ tục hành chính đã không cần những việc đó nữa thì tự nhiên độ nóng của ngành công chứng sẽ giảm bớt đi, chủ tịch nước nêu ví dụ. Theo đó, căn cước công dân là giấy tờ duy nhất xác định địa vị pháp lý của người dân, chỉ cần một số định danh là giao dịch việc trên môi trường điện tử. Từ khám sức khỏe, xác nhận thuế, bảo hiểm y tế đều được tích hợp vào, có thể xác định pháp lý và đủ quyền giao dịch trong xã hội. Do đó, việc công chứng giảm đi rất nhiều, và đó cũng chính là cải cách thủ tục hành chính. Vừa cho rằng luật này cũng cần quy định trong những trường hợp nào phải công chứng, chứ không một cán bộ. Một cơ quan nào đó có thể đặt ra một thủ tục buộc người dân phải công chứng, chủ tịch nước nêu rõ. Cải cách này người dân rất đồng tình, đến mức mà họ nghĩ tại sao bây giờ đơn giản thế. Trước đây, để làm các thủ tục phải xếp hàng, đi từ tờ mờ sáng, mang đầy đủ giấy tờ mới được giải quyết. Còn bây giờ chỉ mang căn cước công dân đến là được xem xét, giải quyết, thậm chí cũng không cần phải đến trực tiếp mà có thể thông qua giao dịch điện tử. Cái đó mới là điều quan trọng, mới là cái cần phải cải cách, chủ tịch nước lưu ý. Do đó, chủ tịch nước yêu cầu phải quy định rõ phạm vi hành nghề của công chứng là như thế nào, phục vụ cái gì, làm công việc gì trong hệ thống hành chính và tư pháp, với yêu cầu cao nhất là phải phục vụ nhân dân. Theo đó, cần ra soát lại một cách tổng thể hơn để luật đi vào cuộc sống và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi hơn. Từ sai phạm Vạn Thịnh Phát, đề nghị bắt buộc công chứng hồ sơ doanh nghiệp, góp ý vào dự án luật, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu cần quy định bắt buộc công chứng hồ sơ thành lập doanh nghiệp, nhất là sau bài học từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đại biểu, thủ tục thành lập doanh nghiệp hiện nay quá dễ dàng và chưa bảo đảm chặt chẽ, tạo ra kẽ hở để lợi dụng vào các mục đích phi pháp. Đại biểu dẫn kết quả khảo sát cho thấy, chỉ cần có một bản sao căn cước công dân và 2 triệu đồng phí dịch vụ là có thể thành lập một doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp không cần xuất hiện, thậm chí không cần ký vào hồ sơ. Tiếp giả mạo chữ ký trong điều lệ doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và các văn bản bội buộc doanh nghiệp diễn ra nhiều. Đã có nhiều vụ án liên quan để lại hậu quả lớn. Trong đó, vụ án điển hình là vụ Vạn Thịnh Phát với hàng loạt hành vi làm giả hồ sơ doanh nghiệp, lập khống hồ sơ vay vốn, thuê người đứng tên cổ phần. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thao túng 95% cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và điều hành hơn 1.000 doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, hiện tượng nâng khống vốn điều lệ, thuê người đứng tên doanh nghiệp, giả mạo hồ sơ doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp bừa bãi để hợp thức hóa và hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, rửa tiền, thao túng giá cả thị trường, làm quân xanh trong hoạt động đấu giá, đấu thầu xuất hiện thường xuyên, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Do đó, đại biểu cho rằng cần có công cụ kiểm soát tính hợp pháp đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp và các giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp, phòng ngừa rủi ro cho các chủ thể giao dịch với doanh nghiệp. Theo đó, cần thiết phải bắt buộc công chứng điều lệ doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp và các biên bản họp của hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên trong các doanh nghiệp để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an ninh kinh tế. Bày tỏ nhất trí với nội dung dự thảo luật công chứng sửa đổi và tờ trình của chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội đối với dự án luật này, đại biểu Dung A Lệnh, Lào Tai góp ý về vấn đề đồng bộ các luật liên quan. Đại biểu cho biết một số quy định của luật công chứng, bộ luật dân sự, luật đất đai còn chưa đồng bộ, thống nhất hoặc chưa có hướng dẫn thực hiện nên quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục xem xét hoàn thiện và thống nhất các nội dung trên cho đồng bộ. Tham gia đóng góp ý kiến, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Nghệ An cho rằng đây là dự án luật quan trọng vì khi kinh tế phát triển thì các giao dịch nhu cầu công chứng ngày càng tăng. Với sự quy định chặt chẽ như dự thảo luật sẽ góp phần giúp cho kinh tế xã hội phát triển. Theo đại biểu Hiếu, báo cáo của Học viện Tư pháp và Đại học Luật của Đại học Quốc gia cho thấy một công chứng viên trong một ngày làm nghiêm túc, khoa học chỉ công chứng được 8 đến 10 hợp đồng công chứng. Tuy nhiên, hiện nay trên một số địa bàn ở Hà Nội có văn phòng công chứng mỗi ngày một công chứng viên công chứng 700 giao dịch. Vậy không biết công chứng này làm phép nào với tốc độ nhanh và số lượng lớn như vậy? Nếu như thế, thì chất lượng như thế nào? Đại biểu cho rằng, trong dự thảo luật lần này phải có thêm giải pháp để bảo đảm chất lượng công chứng, cũng như cần cân nhắc và bổ sung thêm các giải pháp như áp dụng kinh nghiệm của một số nước, chẳng hạn như khống chế số lượng tối đa giao dịch của một công chứng viên theo thời gian.